Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 1, các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ thông tin hình ảnh cho rằng hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đánh bài ăn tiền cùng với các giáo viên khác. Theo đó, ngay khi nhận thông tin liên quan, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã giao các cơ quan vào cuộc xác minh làm rõ. Hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên cũng xác nhận đã nắm được thông tin và đang xác minh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hình ảnh được cho là nữ hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Long Biên cùng một số giáo viên khác ngồi đánh bài ăn tiền trong khuôn viên trường. Thông tin này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.